Vậy là cái quần là bạn hoài không được luôn nha các cô chú. Ui. Nó. Nó, nó. Mặc đâu à? Bạn đồ không được ha. À, cái quần vô. À, cõi ra. Trời ơi. Thiệt tình á. Bạn là cõi ra hết trơn à. Kỳ quá. Mặc vô nè. Bạn quần, bạn quần, bạn áo gì cũng không được hết á ha. Không được. Nó chọn nhiều cái chút đau luôn, nó chọn chọt thẳng không. Dạ, thấy xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt là tại ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì hôm nay Thái vô nhà của em Tấn nghe bà con cô bác. Em Tấn bị nhốt ở dưới chuồng bò đó. Đó là em bị bệnh thần kinh. Cha mẹ thì buôn bán cho nên là để em ở trên nhà không được. Đành phải cho em đi xuống dưới nhà nha, dưới chuồng bò. Thì bây giờ mình đi vô. Hôm nay mình vô đây là để là hỗ trợ cho anh là một cái xuồng với miếng lưới với cái máy là để anh làm để kiếm sống, là tất nhiên là để anh đi giăng lưới ở dưới sông để kiếm sống nha bà con cô bác. Ở quê mình thì ngoài làm ruộng ra thì còn thu nhập thêm mùa nước là câu lưới, mà bây giờ thì người ta làm ba vụ đó bà con cô bác, thì có thể là ở dưới sông mình là cũng giăng được nữa, cũng có để là kiếm sống hàng ngày được. Thì bây giờ mình đi vô nhà anh nha các cô chú anh chị. Em chào chị. Dạ. Anh đâu rồi chị? Anh mới đây là. Anh mới đây hả? Em chào anh. À, bữa nay mình cũng khỏe hả anh? Khỏe. À, em Tấn ở dưới sao rồi anh? Thì nó cũng khỏe bình thường vậy đó. Vậy ha. À, bây giờ anh giới thiệu là anh tên gì? À, tôi tên là Lương Văn Cầu Em. À, Lương Văn Cầu Em. Anh Cầu Em năm nay nhiêu tuổi? Hôm nay là 53 tuổi. À, 53 tuổi. Thì hôm nay thì em vô em cũng báo cho anh cái tên mình, là gia đình mình đó là được các cô chú mạnh thường quân đó, người ta thấy cái hoàn cảnh của mình mà nuôi một người con bị tâm thần vậy á, người ta tội nghiệp, với hai nữa là mình không có cái điều kiện để làm ăn. Thì hôm nay cô chú mạnh thường quân hỗ trợ cho anh là cái xuồng với lưới với máy, đặng anh đi làm là kiếm thêm thu nhập, đặng nuôi em Tấn. Rồi như vậy rồi ý anh sao, anh có thích đi làm cái nghề đó không? Hồi trước giờ thì chưa có, giờ có nhờ Mạnh Thường Quân với chú Thái giúp được thì tôi mang ơn. Vậy ha, vậy là cái nghề đó mình đi làm được không? Được, được, đó là làm được. Mình thấy xung quanh đây người ta làm cái đó, người ta thu nhập có lý không anh? Được, đó là mình có tiền. À, là có tiền ha, thì như là một ngày thường thường ở đây người ta giăng lưới, ta đi xuồng ta giăng lưới đó, anh có hỏi thử là ngày ta thu nhập được bao nhiêu không? Ngày cũng 100 ngoài ngàn. Vậy đó ha, dạ. Ngày cũng được 100 ngoài ha, dạ. Vậy là gia đình mình mà nếu như mà thu nhập thêm một ngày 100 ngoài là đủ sống không? Dạ. Là sống được ha. Dạ. À, thì cũng, thì bây giờ thì được như vậy thì em sẽ đi mua cho anh ha. Dạ. Đặng về đặng anh làm thêm là kinh tế của gia đình. Dạ. À, nếu như mà các cô chú Mạnh Thường Quân hỗ trợ được chị mừng không chị? Chị quá mừng, chị cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú luôn, vô đừng giúp đỡ gia đình chị mà có tiền cũng nuôi Tấn. Dạ, dạ. Chị quá mừng luôn, tại vì đi bán mưa gió này chị hầm hinh quá, bán cũng không được nhiều đâu, có chiếc xuồng mình đi giăng lưới rồi cũng đỡ ra chút. Dạ, dạ. Chị quá cảm ơn chú nha chú. Có bán không có ăn, có mua không được. Vậy ha. Dạ, rất cảm ơn chú nhiều, cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn, cảm ơn bà con cô bác luôn. Có bán thì mình bán, còn không có bán thì mình có ăn. Có ăn. Dạ, mình khỏi tốn tiền cá, mà chị chung... có xuồng chị giăng lưới chị đỡ hơn đi bán bánh lọt. Để bán bánh lọt mưa này vất vả không có lời chú ơi. Dạ, còn nếu như mình có xuồng mình giăng cá lưới kiếm cá rồi mình có còn để bán bánh lọt không chị? Trời nắng thì mình bán, trời mưa thì mình nghỉ. Vậy ha. Dạ, dạ. Thì bây giờ cũng hơi muộn rồi thì bắt đầu mình sẽ đi xuống dưới mình thăm em Tấn một cái ha. Rồi mình sẽ đi mua xuồng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đi. Đây, bây giờ là hôm nay là đi xuống dưới là bận cá quần mới được phải không? Dạ, bạn mặc coi biết sao, chưa biết sao nữa. chưa biết được hay không ha. Bây giờ thử mình đem cái quần xuống rồi mình mặc thử là được không nghe bà con cô chú. Dạ. Nếu nó chịu thì mình coi được chút. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ xuống. Bây giờ cái này là cũng như là một cái chuồng bò vậy đó nghe bà con cô bác, tách biệt riêng là phải là chia ra, ở trên nhà thì cha mẹ ở, còn ở dưới đây thì để cho em Tấn, tại vì em bệnh em rất là quậy, đụng cái gì là xé cái nấy,
với hai nữa là vệ sinh đồ của bà con cô bác nó không có được sạch sẽ, cho nên là bắt buộc là bắt đầu đi chơi nè, phải đem xuống dưới này. Ừ, bắt đầu đi chơi ha. Thì bây giờ trước tiên bắt đầu đi chơi đó. Nó thì bà con thấy không, thì cũng như là một cái chuồng bò đặc biệt vậy đó. Mặc vô cổng đi chơi, mặc đồ cũng được kìa, chú bây giờ là coi là bận đi chơi nè, bận đầu đi chơi nè. Đó, mặc đồ vô cổng đi chơi, chú quýnh kìa. Nó nè, mặc vô à, bận đồ vô, đồ vô đi chơi, cổng đi chơi, bận đồ vô đẹp trai. Coi hôm nay là cố gắng đặng bận đồ cho đi chơi kìa, coi giặt lộn luôn kìa. Mặc đồ nè, con cô bác thấy không, nó rất là khó bận đồ. Hồi đó tới giờ có bận đồ không anh? Không hả? Đạp ra luôn á nè, mặc đồ nè con, nè mặc đồ cổng đi chơi, cổng đi chơi, mặc đồ cổng đi chơi, mặc đồ cổng đi chơi. Ừ, mặc đồ rồi kia. Ồ, bữa nay giờ ngoan rồi, mặc đồ cổng đi chơi, mặc đồ cổng đi chơi, mặc vô nè, mặc vô đẹp đẹp trai nè. Vậy là cái quần là bận hoài không được luôn nha các cô chú. Ồ, nó nó mặc đồ đi chơi, mặc đồ ra, mặc đồ không được ha, vô. Ờ, cõi gà, trời ơi, thiệt tình á, bạn là cõi gà hết trơn à, kỳ quá. Mặc vô nè, không được, không quần quần áo gì cũng không được hết á ha. Không được, nó trộn nhiều cái chút đau, nó trộn trộn thẳng không có trộn. Đạp mạnh lắm hả? Trời ơi, con kìa. Bỏ quần áo đi chơi nè. Bỏ quần áo vô đi chơi nè. Mặc quần vô đẹp trai coi. Đẹp trai cái coi. Dạ. Con cô bác bận vô là không được nha các cô chú anh chị. Vậy à. Đây, ok, ok. Bỏ quần áo đi chơi. Vô. Thọt vô, thọt vô. Thọt vô. Coi là đạp té liền đó. Này mà mặc vô nữa. À, bận vô nữa. Coi nè. Vô mặc vô nè. Quay phim đẹp trai kìa. Quay phim đẹp trai kìa. Đẹp trai nè, đẹp trai nè, bận quần vô. Đẹp trai nè, bận quần vô. Bữa nay đẹp trai quá hay à, bữa nay quá giỏi rồi, trời ơi bữa nay quá giỏi rồi, bận quần được luôn nó. Thấy bà con cô bác, bận quần vô là một cái chuyện là rất là khó vậy. Cổ ra đó. Được rồi ha, rồi giờ xong rồi đó, đẹp trai làm gì, đẹp trai. Ừ, bận đồ vô đẹp trai rồi ha, kéo sân tre rồi lên coi. Thấy không cô chú, nó bận quần vô đẹp trai liền. Thì sao không chịu bạn kỳ vậy? Nói nghe coi. À, cõi ra liền đó hả? Mình buông ra là cõi ra liền đó hả? Lọt liền. À, nhột hả? Nhột ha. Dán này ngồi chút xíu gì? Trời ơi, coi kìa. Thì hai miếng dán này cũng mới đóng lợi. Mới đóng lợi mà nó cạp nè. Mới đóng lợi là bị cạp tưa hết. Mới có mấy bữa đó mà tưa nữa rồi đó. À. Mình không dám ha. Nè, cạp tưa hết trơn nè các cô chú. Bữa đó thì mới thay rồi, bữa nay cái đường này là cái đường cạp ra. Đó. Hai bên cạp đều hai bên vậy luôn á ha. Hai bên luôn đó. Trời ơi. Đó, cạp nè. Thì nói chung ra thì ở trong đây á thì ảnh với chị ti nhốt riêng nhưng mà cũng vệ sinh rất là sạch sẽ ha các cô chú. Rồi anh xuống đi, anh xuống đi cho em nó tự lột coi sao. Coi được bao lâu. Được bao lâu lột. Trời, ra liền. Bước ra lột liền rồi, khỏi bao lâu. Bước ra là lột liền. Nghĩ lột rồi đó, thấy không? Tao biết quay phim tao không lột đó. Ừ. Nó thấy không? Bọn quần đẹp trai lột gì nữa. Đó, thấy không? Rồi sao? Chịu rồi ha? Nghỉ cõi rồi. Nó tao quay phim. Nói là làm liền. Nói là tuột liền. Tuột không được. Tuột không được. Để quay phim cho đẹp nha. À, làm sao? Tổ không được rồi, bây giờ làm sao nè, nghe coi đó. Dễ gì không vậy? Giá nè. Đi chơi, để quần đi chơi, tổ coi sao đi. Để quần đi chơi, tổ coi sao đi. Đẹp đó. Ừ, đi chơi, tổ coi sao đi nè. Hả? Tổ quần sao đi chơi được? Để đi chơi. Đi chơi ha, đi chơi, xuống đi chơi. Đừng. Xuống đi chơi. Vậy là bao lâu rồi mình chưa có bận quần được, bây giờ mình bận mới được. Thì mới mặc được bữa nay với bữa đó, kỳ trước mặc được một lần thôi.
Kỳ trước bạn được lần là hồi nào? Hồi kỳ như mấy chú này vậy nè. Vậy đó ha. Ừ. À. Mà vừa bước ra khỏi yêu cầu khỏi mùng là nó cõi à. À, bước ra khỏi mùng. Bước khỏi mùng cõi. Cõi ra là dục luôn hả? Cõi dục chứ không có đó. À, cõi là dục liền. Cõi là dục chứ không có để dính à. Đụng gì. Thì bọn quần cũng được ha. Anh sát vô chụp tấm hình cái. Em. Ơ quay mặt ra đây nè. Nặng ra. Đây nè, đây nè. Yeah. Ờ đây nè. Nè. À, bữa nay quá đẹp trai rồi, bữa nay bọn quần được rồi. Quá đẹp trai luôn, cõi ra liền luôn kìa. Cõi ra liền luôn. Cõi ra liền luôn. Rồi. Vui vẻ mà. Vui vẻ mà cõi làm gì? Thôi bây giờ thôi bây giờ em đã bằng quần được rồi thì bây giờ mình sẽ đi lên các cô chú mình sẽ đi mua xuồng cho anh rồi mình đi anh đây rồi. Rồi đi nha máy bay nha đi nha máy bay nha bay nha bay nha đi nha bữa nay mừng quá mừng rồi bản đồ được rồi hết cõi ra rồi trời ơi bằng quần vô nhìn tướng cũng phong độ quá mà bay nha đi nha rồi bây giờ mình sẽ đi nha bà con cô bác. Đây, bây giờ mình sẽ đi ra. Đâu hay không? Lên bước, yêu cầu bước đi khỏi, khỏi không hay không? Vừa khỏi một người rồi. Như là một cái nó buồn. Hay là không? Nó ra khỏi yêu cầu. Rồi, mới ra khỏi là dục quần rồi. Trời ơi. Mới ra khỏi là dục rồi. Nhanh thấy ghê luôn trời. Nó là mình đã đến tiệm lưới rồi nha bà con cô bác. Thì bây giờ mình mua lưới gì anh? Mua lưới ba màng lưới văn mà bốn phân gử à, lưới ba màng lưới văn bốn phân gử ở này không có đó chài cái này chài á vậy chứ mình hỏi chơi anh cho vui nha bà con cô bác chứ mình cũng biết đây là cái chài cái tiệm này bán cũng nhiều đồ lắm có bán ống nước luôn nè có không có ha vậy là có lưới chị nạn diện long là cái đó 200.000 một tay 200.000 một tay à. Là một tay nó bao nhiêu mét tay nó tầm 80-90 mét à, một tay 80-90 mét hả? Ừ. À, từ 80. Từ 80 ha. Ba màng. Ờ à, cái này đúng. Đúng ba màng nha bà con cô bác thì một cái ở ngoài là lỗ bự nè, chà bá nè. Rồi một cái lỗ nhỏ hơi hơi rồi một cái nhỏ nữa. Tay nè, cho có bốn phần. Mấy tay? Năm tay đi. Rồi thì năm tay lưới ba màu. Lưới ba màng nó vậy giờ không có bớt thì lấy năm tay không có bớt miếng nào chứ hả dạ đây là tại chỗ rồi thiệt giá rồi chú ơi bán thiệt giá à. Cái này là mua cho từ thiện đó nha người ta làm để bớt à. Thiệt không thiệt chắc ăn ha không bớt trăm nào hết đâu phải không ở đây nó cũng làm từ thiện đó nó chứ cái đâu gì? Có ấy đâu à. Mua từ thiện không không có dám nói mua lưới mà không dám nói từ thiện mà bắt cá cú này cũng khó quá tại vì cũng cuộc sống các cô chú anh chị năm rồi đó năm tay rồi đó không tay đó năm tay ghi cho tấm giấy đi năm tay nhiêu tiền ghi tấm giấy cho cái quá đơn nha. Rồi, cái này là ok rồi phải không anh? Ừ, ok ha, năm tay lứ. Rồi, bắt đầu mình sẽ đảo về mình lỡ cái chỗ chiếc xuồng với cái máy nha bà con cô bác thì để cho anh chạy về luôn. Là tất nhiên là mình mua luôn rồi tắt gán rồi máy lứ luôn. Rồi lứ luôn là đủ vụ đồ nghề để cho anh kiếm sống luôn đó. Rồi ghi cho tấm giấy đi. Ngày giờ căng trên bờ can đổi lại có can. Lỗi gì đó đổi lại có lỗi đổi lại ha à, đột quyền đổi luôn được
cái tiệm mình bán đầy đủ lưới hết à, nói chung về bắt cá là đầy đủ hết rồi phải không? Dạ đúng rồi. Tiệm mình tên gì vậy? Tính Hùng. Tên Tính Hùng ha. Tiệm tại không thấy cái bảng. Đúng ở trên nóc á hả? Cái này hồi đó tới giờ mình bán lâu chưa? Bán cỡ trên 30 năm. Trời ơi. Hồi lúc mà cái chợ cầu số 5 này có đâu phải không? Dạ. Đây là cái chợ cầu số 5 nha các cô chú anh chị. Mình đến đây thì nói chung ra thì cái chợ cũng nhỏ, nhưng mà ở trong đây thì người ta thường thường người ta làm về câu lưới. Thì mình mua hâu, nói câu lưới thì không có thiếu cái gì hết. Muốn mua cái gì về đánh bắt là có đầy đủ. Đánh bắt cá đồng là 1 triệu ha. Rồi đi bây giờ gửi cho 1 triệu. Rồi thì mình mua cái dạng lưới không là hết 1 triệu rồi ha cô bác. Rồi bây giờ mình sẽ đảo về, mình sẽ tiếp tục là lấy máy với lấy xuồng. Đi. Rồi. Dạ Thái hiện giờ là Thái đã đến cái chỗ bán xuồng rồi nghe bà con cô bác. Thì cái chỗ này lúc trước là mình có mua cho chú Ba Chạc một cái chiếc tắc án đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đến đây mình mua tiếp nghe các cô chú. Là cái chỗ này thì cái anh này anh bán tắc án đồ có tâm lắm. Thì những người mà nghèo khổ đồ thì anh sẽ giảm giá, là anh bán với giá từ thiện. Thì cho nên hôm nay mình sẽ đến đây mình mua tiếp. Con chào cô dạ. Dạ. Cô nhớ dạ, con nghe. Dạ cô nhớ rồi cô mới nhớ. Dạ dạ dạ. 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 Tại vì cô bán đồ có tâm cho nên là con mới tới. Thì ông anh. À. Ừ. Nhớ em không? Rồi, nhớ anh. Rồi rồi, cảm ơn anh. Dạ dạ. Dạ anh quảng cáo đi anh. Dạ, quảng cáo lịch sự đi anh em mình nói chuyện ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Ở quê mình các cô chú thì mùa nước lên đó thì ảnh sẽ nhập xuồng với vỏ về nó nhiều, đặng bán cho người ta dùng để đi giăng câu giăng lưới rồi trong mùa nước lên này người ta sử dụng nhiều. Đó. Thì bên đây là cái vỏ. Anh ơi, qua đây mình lấy cái vỏ tốt đi, vỏ đó vỏ thường đó. Ở bên đây nè, tại vì mình đã có đi mua một lần rồi nha bà con cô bác, cho nên là mình cũng biết. Thì bên đây 4m9. Lấy mình lựa bên đây đi, bên đó không tốt bằng bên đây phải không? Mấy này nè. Dạ, cái mẫu xuồng đó đó. À. Thì là cái mẫu nó mới về. À. Nhưng mà thôi mình lấy vỏ này đi, mình lấy vỏ này nó tốt hơn. Mẫu vỏ mới nè. Ờ, vỏ mới bên đây nè. Mẫu loại mẫu vỏ thích tải nè. Ờ. À. Đó. Còn cái mẫu vỏ mà như đợt phẩm đây nè, đây nè, là cái này phải không? Ba kia. Ờ, lá này ha. Dạ, cái lỗ này. Lá này đây. Không, dạ. Ờ, à, cái đó, đó, cái đó đẹp đó. Đẹp nó dài quá. Nó dài mới im chứ. Vậy đó hả? Ờ tùy anh, tùy ờ mà anh mua qua trên 7 đó. À, là 4m5 này nè. 4m5 này ha. Dạ mà là cái hiệu này. À hiệu này ha. Dạ cái loại đít nhỏ. Loại nào cũng y gan vậy à phải không? Giá cả cũng y gan. Dạ không, cái loại này thì nó mắc tiền. Nó mắc hơn ha. Dạ cái nó là cái loại dạng vỏ đít tải. À vỏ đít tải. Thì bây giờ đó thì nói chung ra thì anh em mình cũng biết rồi. Thì dạ. Mình cũng bán thẳng với cái giá từ thiện ha. Rồi bây giờ dạ. Anh lựa cái nào được thì mình lấy cái đấy. À, bây giờ lấy cái này đi cho nó tốt rồi mình làm ăn lâu dài mà. Dạ. Yeah. À. Bây giờ lấy cái nào? Bây giờ thì có gì mình bưng để xuống rồi mình coi xuống. À, rồi bưng để xuống. Cái của nó đó là nó đổ lên tới mép trên không đó chú. Rồi. Rồi bưng xuống nha. À bưng xuống tép đi. Ồ. Nhầm rồi. Một cái vỏ. Mình xài cái vỏ trên này luôn đi, vỏ trên này vỏ tốt, mình lấy cái vỏ trên này luôn đi. Cái này hả? Ờ cái trên nó tốt đó. Vỏ đó xài là vỏ tốt đó. Vậy là cái trên này giá nó là bao nhiêu vậy anh? Lỗ này á là 5.3 triệu. À. Rồi nhưng mà em cũng vẫn làm bên như anh làm tiếp từ thiện em bớt lại 300.000. Rồi là còn 5 triệu phải không? Dạ. Rồi. Tại vì ảnh làm từ thiện là giá chắc cú luôn đó cũng bà con. Như cái bát đợt hãm em cũng bớt lại 300.000 gì đó. Rồi vậy là mình lấy cái này luôn hả sao? Rồi lấy cái đó. Rồi khiên xuống.
Dàn công của nó là nó đổ lên tới mép trên luôn à. Với chú. Ở đây mình có máy sexy gì sẵn không? Dạ có luôn anh. Có luôn máy hả? Máy trong thùng hay là máy cũ rồi ở đây. Dàn máy có dàn sexy rồi mình sẵn luôn phải không? Dạ. À, rồi sao? Quất luôn hay sao? Cái luôn đi. À, rồi. Mình, tính xài máy Thái hay là máy Honda 5.5, 6.5? Máy gì đi? Hả? Máy Honda nhiêu? Hinota đó. Ừ, loại đó đó là 3.7 triệu. Ờ. Cái loại nào mà bền cho ảnh á? Loại nào dạ, bền? Loại đó thì bây giờ ở thị trường rất là hình hành. Ờ. Cái nào bền đó nghe. Dạ dạ. Ờ, Honda với nó cái nào bền hơn? Dạ nó thì là buông ra thì cái giá cả để em hỏi vợ em. Trời, giá cả hỏi vợ hả? Nãy giờ nói cho dữ bây cái giờ. Đó là em nói về bên cái phần bên máy Thái. Còn bên máy Nhật á là nó tới 5 triệu mấy rồi, cái lần. Rồi. Dạ, rồi, đúng dạ rồi. Cái đó là do mình rồi xe Thái ha. Vậy hả? Xong tính 3 triệu gửi luôn cho nó chẳng. Ừ. Trời ơi, từ thiện mà. Con cái em lời có vài chục ngàn rồi. Vậy đó hả? Rồi dàn sexy rồi không sao? Có gắn liền luôn được không? Dàn sexy thì mình tính dài dàn sexy nóc hay là dàn sexy sắt. Ê nóc là nhiêu? Ê nóc thì 1 triệu mốt 50 ngàn. Rồi thì tính máy với dàn sexy luôn là nhiêu? Dạ nếu máy và taxi luôn là 4 triệu 8. 4 triệu 8 8 vậy? 50 ngàn 4 triệu 8 bây giờ tính 4 triệu gửi đi với 5 triệu là nó 9 triệu gửi. Ok chưa? Trời ơi bớt như vậy. Ta làm từ thiện rồi mà còn cái gì nữa mà bớt như vậy mà nhân mặt. Đâu, cái đậu đó rồi. Phải không? Dạ. Rồi rồi. Đâu, cái đậu rồi. Ngay. Ngay hay xéo là sao? Dạ cái dạng cút ngay với loại dạng cút xéo. Vậy ha. À. Đây cho con gãi cút xéo đi. Xéo, ừ. Xéo vậy là mắc rồi đó. Xéo thì nó mất tiền hơn. Vậy là nãy giờ nói là thôi bây giờ á nếu nói như vậy thì thôi em vẫn để cái giá là 37. Em ừ. Không có bớt. Rồi là cút xéo. Rồi là anh đưa cút xéo. Rồi thì rồi, rồi 37. Vậy đi ha. Ờ rồi, rồi rồi. Dạ. Rồi. Tại vì thằng kia thì mỗi một cái nó mắc hơn là 350 ngàn một cái rồi. Rồi rồi vậy đi. Dạ. Là bây giờ là một chút là đem về chổng là chạy lượt được liền luôn đó không? Dạ cái này đặt xuống cái mình chạy về luôn hả? Chạy về luôn hả? Khỏi cần dạ. Đem chổng luôn. Dạ khỏi cần. Ô đã dữ trời. Dạ, rồi quấn. Đưa nhớt vô cái rồi cái là chạy hả? Chạy luôn ha. Dạ. Rồi rồi vậy là quá tiện rồi. Dạ. Rồi rồi bây giờ mình đi qua bển coi cái máy đi. Dạ dạ. Ừ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái vỏ xuống nha các cô chú anh chị. Cái này chắc nó cũng nhẹ ha. Dạ vỏ này nặng. Nó khoảng bao nhiêu ký? Dạ cái vụ ký thì không có gành nhưng mà cái độ dày của nó rất là dày. Rất là dày ha. Dạ. Nó là cái loại vỏ dạng tải. Ờ nó báo mét thôi chứ nó không có báo ký ha. Dạ. À. Thì bây giờ mình đem xuống nha các cô chú, mình sẽ gắn cho nó, mình gác máy lên bắt đầu là chuẩn bị chạy về nhà luôn. Kỳ hôm nay á thì mình chạy về nhà luôn chứ mình không có cần là đi xe về nha. Lấy dầm bố rồi đưa lấy cho dầm cho dù đầy đủ phụ kiện luôn nha. Rồi khoan đợi đợi em cái nha. Ừ. Trời ơi. Rồi. Rồi xuống luôn. Chật. Nó thì bây giờ cái vỏ này đem xuống, cái vỏ này là rất tiện để giăng lưới nha các cô chú anh chị. Đặt máy xuống là chạy về luôn đó nha. Rồi khiêng cái máy xuống là thử luôn. Để luôn đi. Để bố không? À, bố ở trên ha. Khoan đợi em cái. Rồi ok. Rồi, thôi thử rồi chạy thử một vòng ơi. Chưa chung ơi. Mẹ nó
Để lỗ kia, để lỗ ngoài, để lỗ trước. Ờ, anh thấy gì đó. Nó xuống rồi, xuống rồi. Cái chỗ đó. Đắt hả? Đắt, chỗ tới dưới, lấy cái búa đắng. Đây em lấy đồ cái em hỏi nhẹ nó mới chết. Để tôi chạy luôn cho bà ơi. Phải hả? Ghiền trong mình hả? Muốn chạy chạy à? Chạy thử cho. Ờ, muốn chạy chạy à? Chạy thử đi. Bà lên đi. Để đây nè, để cái cây đây nè. Rồi. Không, đâu được. Để cái cây đó đi. Đâu. Không có lọt đâu mà. Lấy đó. Rồi, ok đó. Lọt cây. Quá đẹp. Chạy thử luôn cho được không? Rồi chạy đi, chạy thử luôn. Chạy luôn. Xuống chạy đi rồi, chứ tôi để tôi chạy. Chú ơi, xuống chạy đi. Rồi, bắt đầu rồi, chạy thử luôn. Ẩm cái vỏ luôn. Rồi xuống chạy đi chú, chạy về đi. Bắt đầu mình sẽ chạy về luôn các cô chú. Đây mình lắng ra đây xíu nha. Bây giờ ảnh sẽ chạy thử nha bà con cô chú. Mở le lỡ. Rồi để thử coi cái vỏ này chạy như thế nào. Quá xa chạy rồi. Vậy là xong cái phần vỏ lưới rồi nghe bà con cô bác. Mình sẽ về, mình sẽ bàn giao số tiền của Mạnh Thùng Quân gỡ nữa là ok. Bây giờ mình lên mình trả tiền vỏ với máy. Tính tiền các cô chú. Tên họ gì? Tên họ gì anh? Lương Văn Cầu em. Lương Văn Cầu em. Ở đây là giấy bảo hành bên phần vỏ, là nó bảo hành vỏ cho mình là sửa chữa cho mình là 1 năm, còn nó bảo hành lỗ quá cái vỏ là 25 năm. Rồi. Thì bây giờ anh tính tiền vỏ, tiền máy luôn, ghi bảo hành tính cho hay gì đây? Dạ, còn bên cái phần kia thì để em lấy cái sổ rồi. Cái em làm. Rồi. Thì đây là cái phần tính tiền của anh nha các cô chú. Hồi đó bộ con trai quậy lắm sao mà thẹo dữ vậy? Dạ. Hả? Bị gì ạ? Em bị té hồi nhỏ. Té xe hay sao? Dạ. Rồi bị đá nó gạch chày. Vậy đó ha. Dạ. Chứ chồng nó không sao ha, nó bị sưng sưng ngoài thôi ha. Dạ. Bởi vậy thấy cái thẹo quá ứ, tưởng đâu văn chơi. Dạ. Tổng cộng máy với dàn taxi luôn á là 4 triệu 850 ngàn. 4 triệu 850 ngàn.
4.8 triệu thôi. Dạ. Từ thiện nha. Rồi. Vỏ. Bỏ vỏ. À, bên cái phần vỏ em đã có làm bên đó rồi. Sao không ghi giá tiền? Dạ. Vỏ đâu có giá tiền đâu. Vỏ nhiêu? Dạ, bên phần vỏ là giá là 5.3 triệu. À. Em bớt lại 300.000 em tiếp bên cái phần từ thiện. Rồi. Là còn lại 5 triệu. Rồi, 5 triệu. 5 triệu với 4.8 triệu. Dạ. Là 9.3 triệu. À không? Dạ. Dạ. Gửi nhiêu? Dạ là em gửi cái hóa đơn. Bây giờ là tổng chi phí là mua vỏ rồi mua máy các cô chú anh chị rồi linh tinh ở ngoài nữa là 9.850.000. Rồi trừ nhiêu nữa không? Dạ trừ cái đó là không có không? Trừ nữa. Vậy là không có trừ tại nữa em không? Em có tiếp bên cái phần từ thiện 300.000 khi vậy hả? Tiếp miếng nữa không được ha. Dạ. Rồi. Còn cái phần chương dịch của vợ em thì mới ngãi là bao nhiêu? 400 nữa là tổng cộng là 10.250.000. Rồi cộng vô hết đi. Tổng vô là nhiêu? 10.250.000. Bây giờ lấy 10 triệu chẳng được không? Dạ đó thì không. Bây giờ 10 triệu chẳng được không? Dạ không. À, rồi không thôi chứ cũng biết nha bà con cô bác cũng gửi tiếp trong bên quỹ tiền từ thiện đó 300.000 rồi. Rồi rồi. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 rưỡi. 10. Dạ. 10 triệu nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dạ rồi. Còn 250.000. Rồi gửi luôn 250.000. Dạ. Dạ vậy là đủ ha anh. Rồi rồi. Thấy. Rồi vậy là rồi. Em cảm ơn anh nha. Dạ em cũng gửi hai cái phần hóa đơn bên phần máy với bên phần dàn taxi với bên phần vỏ. Rồi rồi. Dạ rồi cảm ơn anh nhiều. Vậy dạ. Là tổng cộng mình mua là vỏ với máy là tổng cộng là 10.250.000 nha các cô chú anh chị. Thì với cái phần mà mình mua thêm lưới nữa là cái phần lưới thêm 1 triệu nữa là tổng cộng số tiền là mình mua hôm nay là 11.250.000. Thì bây giờ mình sẽ đi về dưới rồi mình sẽ giao lại cái phần mà các mạnh thường quân gửi cho gia đình anh nghe bà con cô bác. Rồi bây giờ mình sẽ đi anh ơi. Dạ. Rồi rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi em cũng rồi. Rồi mai mốt gặp lại. Dạ. Bây giờ cái vỏ mình đã mua về xong rồi nha các cô chú anh chị. Mình lên luôn anh ơi. Thì đây là cái vỏ với cái máy. Nó thì chị ở nhà thì nãy giờ chị trông mừng không? Dạ, chị quá mừng rồi chú Thái, chị mừng dữ lắm, đêm nay chị ngủ không được á. Dạ, quá mừng rồi. Dạ dạ nãy dạ. Giờ chị đón trên bờ không á, giờ chị quá mừng. Dạ dạ cảm ơn chú Nhi, cũng mừng. Dạ dạ thì bây giờ là cái này là 5 tay lưới nha, khi là về là bắt đầu là 5 tay lưới. 5 tay lưới này là 1 triệu đó. Rồi còn toàn bộ là máy vàng sexy với vỏ là nó là 10.250.000. Thì tổng cộng hôm nay là mua đồ cho anh là 11.250.000. Thì hôm nay thì anh với chị thì cảm thấy như thế nào khi mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình như vậy? Ừ. Chị ơi, thì Mạnh Thường Quân mà hỗ trợ cho gia đình tôi vậy tôi rất cảm ơn, rất mừng. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân như trước có cho chú Thái hướng dẫn. Dạ. Chú Thái
Dạ, thì bây giờ thì em hỗ trợ cho chị xuồng với lưới, rồi anh với chị cố gắng làm ăn ha, tập trung vô làm ăn ha. Thì mình thì cũng có cái bệnh hay nhậu thì thôi, mình cũng đừng có nên nhậu nhạt gì nữa, mình tập trung mình lo cho con đi ha. Ừ, thì chị thì những cái gì thì vòng vòng mà con ở đây người ta biết, người ta cũng nói với em, nhưng mà vì tội nghiệp em Tấn trong đó thì em cũng nói với Mạnh Thường Quân là thôi hỗ trợ cho chị một lần này, nếu như mà chị có sửa đổi thì chị sửa đổi, chị tập trung, hai vợ chồng tập trung lo làm ăn lo cho con. Bắt đầu từ bây giờ luôn ha. Dạ, đây lên là Thường Quân hỗ trợ chị có xuồng có lưới, chị ráng lo mà ăn được nuôi em Tấn. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Thái, cảm ơn bà con luôn. Chị quá mừng rồi. Thì bây giờ thì em mua xuồng với giỏ với lưới cho chị thì cũng còn dư một số tiền. Thì hôm nay em vô đây thì sẵn đó em trao tiền luôn cho anh với chị luôn nha. Thì lý do là mình không vô nhà nghe bà con cô bác, là từ lúc trưa đó là mình đi mua đồ tới bây giờ là chiều rồi, vô nhà là hết thấy đường luôn, do cái bóng đèn nhà anh nó cũng không có được sáng gì mấy. Thì hôm trước là mình đã trao những cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi trước rồi nghe bà con cô bác, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ trao cái số tiền còn lại là chị Thu là cho hỗ trợ thêm là 3 triệu, còn chị Oanh với chị Dung là 11.500.000 để mua xuồng với mua máy. Mà mình mua xuồng với mua máy là nó tổng cộng là 11.250.000, thì hai người hỗ trợ là 14.500.000, thì anh với chị còn dư lợi là 3.250.000. Thì em sẽ gửi luôn cho anh với chị nha, là 320.000. Thì anh với chị cần cái gì thêm để là đánh bắt cá thì anh với chị cứ mua ha, mua đặng mình đánh bắt cá, đặng mình tập trung mình làm, mình lo cho con mình ha. Là đây là 3.250.000. Đây chị cầm tiền, 1, 2, 3, 3.250.000. Rồi thì chị cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Thái nhiều. Dạ. Chị có đồng tiền chị làm vốn rồi mà ăn nuôi cháu Tấn. Dạ, chị với anh cố gắng bỏ những cái tật xấu đó đi, mình sẽ cố gắng mình làm đặng mình nuôi con mình nha. Chú nhắc nhở là chị dán nhớ. Dạ. Rồi anh có hứa gì với Mạnh Thường Quân không? Có hứa đây tới thôi, có công chuyện làm mà đâu có nhậu. Bây giờ không nằm nhà mình thì mà công chuyện rồi thì quay ra, không mà mình thì buồn làm mình gì đó. Dạ. Nhưng mà có công chuyện ăn thì giờ chị mình bây giờ ví dụ sáng lo bánh trái xong xuôi rồi xuống ruộng đi dân lưới hoặc là đi kiếm cá mắm về thu hoạch thêm. Rồi em cũng cảm ơn anh với chị ha. Thì dạ thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha bà con cô bác. Thì xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác trong một video tiếp theo. Xin chào.